Dạ. Chứ làm bữa sao?
Alo, cho hỏi ai vừa sợ số này à?
đây là chỉ nè. Chỉ làm gì này. Dưới tầng này chữ này là đang game 1, đang live game 1 nè, lát là game 2 đẩy cho game 2 hết luôn. Bấm top nè, xong rồi bấm ngừng cái này hết. Thì bấm đi limit lại như bình thường lắm á. Tính limit nè. Thì bấm kết thúc rồi bấm quay lại cái luồng đi bình thường hả nó hả nó. Đi hạ đây trên bình thường á. Chỉ còn hơi dưới tự. Thì nói gì vậy? Cái luồng lắm sao? Thì hả em tắt luồng rồi em tha lá thợ thì sao thì vậy á. Tắt cái đó là nó sẽ có cái thử là kết thúc gì nữa. Hiểu không? Sao mặt cứ ngơ ngơ, trời làm rồi chứ đâu phải chưa làm trời. Cái con nào đồ làm mẫu.
nha. Chứ làm nữa sao?
Alo, cho hỏi ai vừa sỏi số này.
Ở đây chỉ này. Đây chỉ là cái gì? Chúng ta làm cái chữ. Này là đang game 1. Đang live game 1 nè, lát là game 2. Game 2 đẩy cho game 2 hết luôn. Bấm tết nha, xong rồi bấm ngừng cái này hết. Thì bấm đi limit lại như bình thường hả má? Tính limit nha. Thì bấm kết thúc rồi bấm quay lại cái luồng đi bình thường hả má? Hả má? Đi là đây tên bình thường á. Nếu rồi nó hơi dưới tạ luôn. Hiểu nói gì không vậy? Cái luồng lắm sao? Thì hả mấy em tắt luồng rồi em tha lá sợ thì sao thì vậy á. Tắt cái đó là nó sẽ có cái thử là kết thúc gì nữa. Hiểu không? Sao mặt cái ngơ ngơ trời làm rồi chứ đâu phải chưa làm trời. Cái nào đồ làm mẫu.